Ngày 15 tháng 4, Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Tham gia học tập nghị quyết tại điểm cầu quận Kiến An có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, cán bộ chủ chốt của Kiến An qua các thời kỳ, các phòng ban ngành đoàn thể thuộc quận, bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc Quận ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng Quận ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của quận, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, hiệu trưởng các trường học thuộc quận. Trong buổi sáng, gần 300 đồng chí đại biểu của quận đã nghe đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Sau hội nghị, Quận ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình địa phương đơn vị để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.